xe tăng Abrams của Mỹ đã được chuyển tới Ukraine. Mỹ nói vụ ném bom xăng vào Đại sứ quán Cuba là không thể chấp nhận. Libya ra lệnh bắt giữ 8 quan chức sau trận lụt. Tổng thống Ukraine muốn xoa dịu Ba Lan giữa bất đồng về ngũ cốc vũ khí. Hungary sẽ phủ quyết lệnh trừng phạt năng lượng hạt nhân Nga nổ kho nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh, trên 200 người bị thương. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Quốc tế trên kênh YouTube VNEWS Truyền hình Thông tấn. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị, ông Mikhail Radozhaev, thống đốc vùng Sevastopol do Nga bổ nhiệm, thông báo trên Telegram rằng các lực lượng Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công vào cảng Sevastopol ở Crimea vào ngày 25 tháng 9. Ông Muravoyaev, trích dẫn dữ liệu sơ bộ cho biết các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ một tên lửa gần sân bay quân sự Belbek. Cảnh báo không kích sau đó đã được dỡ bỏ. Hoạt động giao thông trên cây cầu chính nối đất liền Nga với bán đảo Crimea đã được khôi phục. Vụ tập kích là một trong chuỗi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào Sevastopol, nơi đặt trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga và bán đảo Crimea gần đây. Hạm đội Biển Đen được cho là các lực lượng quan trọng trong các chiến dịch tập kích của Nga từ Biển Đen vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Ngày 22 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã tập kích tên lửa vào trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Hiện chưa rõ quy mô vụ tập kích, song Moscow tuyên bố đã bắn hạ 5 tên lửa. Moscow nói rằng vụ tấn công khiến cho trụ sở bị hư hại, một quân nhân thiệt mạng. Tuy nhiên, thông báo sau đó đính chính rằng một quân nhân mất tích. Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm của quân đội Ukraine tuyên bố sau vụ tập kích của Ukraine vào trụ sở hạm đội Biển Đen, 34 sĩ quan của Nga thiệt mạng, trong đó có chỉ huy hạm đội. Ngoài ra, 105 quân nhân khác của Nga bị thương và trụ sở hạm đội bị hư hại, không thể phục hồi. Chỉ vài ngày sau đó, Kiev tuyên bố tập kích thành công vào một xưởng sửa chữa tàu của hạm đội Biển Đen ở Sevastopol, khiến cho một tàu ngầm và tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn của Nga hư hại, không thể phục hồi. Chỉ huy nhóm tác chiến chiến lược Tavria của Ukraine, ông Oleksandr Stanavsky cho biết các cuộc tập kích gần đây không chỉ phá hủy các lực lượng của đối phương, mà còn phá hủy các địa điểm tập trung trang thiết bị, đặc biệt là các trung tâm chỉ huy. Trong khi đó, Moscow cho rằng tăng tần suất tấn công Crimea và các mục tiêu trong lãnh thổ Nga cho thấy Kiev đang tuyệt vọng với cuộc phản công trì trệ, không có đột phá. Theo giới chuyên gia, mục tiêu của Ukraine là từng bước làm suy yếu phòng thủ của Nga ở Crimea, cô lập Crimea với lực lượng Nga đang tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine. Vào cuối ngày 25 tháng 9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không Nga đã đẩy lùi một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực Benkorov và Kursk, phá tổng cộng ít nhất 11 máy bay không người lái. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 7 máy bay không người lái đã bị bắn hạ. Theo CNN, trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ lô xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abram đầu tiên mà Mỹ viện trợ cho nước này đã đến Kiev. Tuy nhiên, ông không tiết lộ có bao nhiêu xe tăng đã được chuyển giao. Đầu năm nay, chính quyền Washington cam kết cung cấp 31 chiếc M1 Abrams cho Kiev như một phần trong gói hỗ trợ an ninh trị giá hơn 43 tỷ đô la Mỹ mà Mỹ công bố. Các quan chức Mỹ cho biết, xe tăng M1 Abrams chuyển giao cho Ukraine sẽ được trang bị đạn xuyên giáp, cỡ lõi uranium nghèo 120 mm. Quyết định cung cấp xe tăng M1 Abrams cho Ukraine là một bước ngoặt của Mỹ khi nhiều quan chức lầu năm góc cho rằng chúng không phù hợp với Ukraine do mức độ phức tạp của loại vũ khí này trong vận hành. Để chuẩn bị cho quá trình tiếp nhận và đưa vào biên chế, binh sĩ Ukraine đã được huấn luyện trên xe tăng M1 Abrams tại các thao trường của lục quân Mỹ ở Đức. Trước đó, các nước châu Âu đã gửi hàng chục xe tăng Leopard do Đức sản xuất và một số xe tăng Challenger 2 của Anh cho quân đội Ukraine. Bộ ngoại giao Mỹ cũng như chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên tiếng sau khi đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington bị một người đàn ông sử dụng bom xăng tấn công. Bộ ngoại giao Mỹ ngày 25 tháng 9 đã lên án vụ tấn công mới nhất vào đại sứ quán Cuba ở Washington DC xảy ra vào tối ngày 24 tháng 9. Trong vụ tấn công đó, một người đàn ông bị cho là đã ném hai bom xăng vào đại sứ quán Cuba. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nhấn mạnh, tất cả các cuộc tấn công và đe dọa nhắm vào những cơ sở ngoại giao là không thể chấp nhận được. Chúng tôi đang liên lạc với các quan chức Đại sứ quán Cuba và nhất quán với nghĩa vụ của chúng tôi, theo Công ước viên. Bộ cam kết đảm bảo an toàn và an ninh cho các cơ sở ngoại giao cũng như các nhà ngoại giao làm việc tại đó. Ông Miller còn cho biết thêm, Bộ Ngoại giao Mỹ đang phối hợp với cảnh sát Washington DC trong cuộc điều tra về vụ tấn công nhắm vào Đại sứ quán Cuba. Bộ Ngoại giao Mỹ có phản ứng như trên sau khi chính quyền Cuba mô tả vụ tấn công vào tối ngày 24 tháng 9 là cuộc tấn công khủng bố. Không có ai bị thương và không có thiệt hại đáng kể trong vụ tấn công đó. Vụ tấn công xảy ra vài giờ sau khi Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel trở về Havana sau khi tham dự kỳ họp Đại hội Liên Hợp Quốc ở thành phố New York và các hoạt động khác với người Cuba ở Mỹ. Ông Diaz Canel viết trên mạng xã hội X ngày 25 tháng 9, sự thù hận tối qua lại gây ra vụ tấn công khủng bố nhắm vào đại sứ quán của chúng tôi ở Washington, một hành động bạo lực và yếu hèn có thể cướp đi những sinh mạng quý giá. Ông Diaz Canel đã yêu cầu chính quyền Mỹ hành động. Đại sứ Cuba tại Mỹ Leonid Rivera cho hay đại sứ quán đã lập tức liên lạc với giới chức Mỹ, những người được phép tiếp cận sứ quán để lấy mẫu bom. Đây là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington trong những năm gần đây sau khi một người đàn ông nổ súng vào tòa nhà này vào tháng 4 năm 2020. Ngày 25 tháng 9, Tổng công tố Libya đã ra lệnh bắt giữ 8 quan chức trong khuôn khổ cuộc điều tra về thảm họa lũ lụt làm hàng nghìn người thiệt mạng gần đây. Văn phòng Tổng công tố Libya cho biết các quan chức nói trên bị buộc tội quản lý kém và bất cẩn cùng một số tội danh khác. 7 người trong số này đang hoặc từng đảm trách các vị trí về quản lý nguồn nước và đập ngăn nước trong số những người bị bắt giữ có thị trưởng Dona, người đã bị cách chức ngay sau thảm họa. Sau khi mở điều tra, tổng công tố cho biết hai con đập ở thượng nguồn ở Dona đã bị nứt từ năm 1998. Tuy nhiên, việc sửa chữa do một công ty của thổ nhĩ kỳ tiến hành vào năm 2010 đã phải dừng lại sau một vài tháng vì xảy ra cuộc xung đột tại Libya năm 2011. Sau đó, việc sửa chữa không được nối lại. Theo văn phòng Tổng công tố, cuộc điều tra tập trung vào hợp đồng bảo dưỡng đập giữa công ty của Thổ Nhĩ Kỳ với cơ quan phụ trách nguồn nước của Libya. Đại sứ quán Mỹ tại Ukraina vừa cho biết Mỹ và Ukraina đã ký một bản ghi nhớ. Theo đó, Washington sẽ hỗ trợ ép tới 522 triệu đô la Mỹ để tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng của nước này. Trong một thông báo, đại sứ Mỹ cho hay Ukraine sẽ nhận được 422 triệu đô la Mỹ trong gói thúc đẩy năng lượng mới và 100 triệu đô la Mỹ để triển khai một số chính sách nhất định, bao gồm các cải cách. Một trong những mục đích chính của khoản viện trợ này là giúp Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có nhà máy điện và máy biến thể. Thông báo còn nêu rõ, với bản ghi nhớ này, Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine hướng tới việc cải cách ngành năng lượng và quá trình chuyển đổi hậu xung đột sang nền kinh tế cạnh tranh và carbon thấp phù hợp với tiêu chuẩn của EU. Thông báo trên được đưa ra sau chuyến thăm Mỹ vào tuần trước của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm này, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 325 triệu đô la Mỹ cho Kiev Giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia phụ trách châu Âu, Amanda Slot cho biết, đây là gói viện trợ quân sự thứ tư của Mỹ cho Ukraine trong vòng 6 tuần và không liên quan tới gói viện trợ quân sự trị giá 24 tỷ đô la Mỹ mà chính quyền tổng thống Biden đang thuyết phục quốc hội thông qua. Trong một động thái để tránh hai nước rơi vào tình trạng đối đầu chính trị, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã quyết định trao huân chương cho hai tình nguyện viên, cảm ơn toàn bộ Ba Lan vì đã hỗ trợ cho Kyiv tổng thống zelensky đã tìm cách hàn gắn mối quan hệ với ba lan nỗ lực giải quyết tranh chấp chính trị với vassava bằng cách trao huân chương cho hai tình nguyện viên nhân đạo người ba lan sau khi ông trở về từ chuyến công du tới mỹ và canada ngay từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Ba Lan luôn thể hiện là đồng minh thân thiết của Kiev. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, chính phủ chủ nghĩa dân tộc bảo thủ của Đảng Luật Pháp và Công lý lại bất ngờ có đường lối cứng rắn đối với quốc gia láng giềng, được cho là có nguyên nhân xuất phát từ cuộc bầu cử sắp diễn ra vào ngày 15 tháng 10 tới tại Ba Lan. Để bảo vệ nông dân Ba Lan, nhóm cử tri quan trọng đối với triển vọng bầu cử của Đảng cầm quyền vào tháng tới, Vasava đã ra lệnh cấm nhập khẩu nông sản từ Ukraine trong một động thái bảo hộ mà Kiev cho là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Trong bối cảnh tranh chấp về nông sản, Warsaw đã đưa tiếp một thông báo gây sốc khác, cụ thể là không cung cấp vũ khí cho lực lượng Ukraine. Trong những ngày gần đây, Tổng thống Zelensky cố gắng tránh đề cập tới cuộc bầu cử Ba Lan, mà thay vào đó tìm cách đề cao tầm quan trọng của mối quan hệ trực tiếp giữa người Ba Lan và người Ukraine. Theo hướng đó, Marcin Prezidak, người đứng đầu Văn phòng Chính sách Quốc tế của Tổng thống Ukraine cho biết, Tổng thống Zelensky chỉ quá cảnh ở Ba Lan trên đường về Kiev mà chưa gặp các chính trị gia. Không chỉ vậy, Tổng thống Zelensky còn trao huân chương cho hai người Ba Lan tham gia giúp đỡ Ukraine. Một là nhà báo Bianca Zaleka, làm việc cho mạng truyền hình TVN, giúp cung cấp viện trợ nhân đạo cho người Ukraine và đưa trẻ em bị thương đến các bệnh viện Ba Lan. Hai là bác sĩ Damian Duda, người đã tập hợp các đội để điều trị cho những người bị thương gần tiền tuyến và thành lập một quỹ hỗ trợ y tế. Ngày 25 tháng 9, Tổng giám đốc IAEA và giám đốc điều hành của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga đã gặp nhau tại Viên Áo để thảo luận về an ninh tại nhà máy hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine. Nhà máy Zaporizhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và hiện do Nga kiểm soát. Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau về những nguy cơ gây thảm họa tại nhà máy điện này. Kế hoạch tiến hành cuộc gặp trên được đưa ra sau khi IAEA cảnh báo mối đe dọa tiềm tàng về an ninh hạt nhân do giao tranh diễn ra ác liệt gần nhà máy. Số nhân viên tại nhà máy hiện đã giảm xuống mức tối thiểu do lo ngại về nhiều hoạt động quân sự trong khu vực. Sau khi Nga kiểm soát Zaporizhia, nhà máy này đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công và đã nhiều lần bị ngắt khỏi lưới điện quốc gia Ukraine, làm dấy lên lo ngại về vụ tai nạn hạt nhân quy mô lớn. Sáu lò phản ứng hạt nhân tại đây, sản xuất khoảng 1 phần 5 điện năng của Ukraine trước khi bùng phát xung đột, đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng. Đài RT dẫn lời Ngoại trưởng Hungary Peter Stizato tuyên bố hôm 25 tháng 9 cho biết Hungary sẽ phủ quyết mọi biện pháp trừng phạt của EU nhắm vào năng lượng hạt nhân của Nga. Nhà ngoại giao Hungary cho biết ông đã bày tỏ quan điểm về các kế hoạch của EU trong cuộc gặp với người đứng đầu tập đoàn hạt nhân Rostatom của Nga, Alexei Likachev. Ông Zizato tuyên bố cơ hội sử dụng năng lượng hạt nhân trong hợp tác với Rosatom phù hợp với lợi ích quốc gia của Hungary. Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Pax 2 vẫn là một dự án quốc tế lớn và ngoài Rosatom. Nó còn có sự tham gia của các công ty Mỹ, Đức và Pháp. Tháng 8 vừa qua, Rosatom đã ký thỏa thuận với Hungary để khởi công xây dựng hai lò phản ứng cho nhà máy điện hạt nhân Pax 2. Budapest trước đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án đối với Hungary và các nước EU lân cận. Năng lượng hạt nhân không nằm trong phạm vi trừng phạt Moscow và Hungary đã nhiều lần tuyên bố sẽ phản ứng với mọi nỗ lực áp đặt cấm vận đối với lĩnh vực này. Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã nhiều lần kêu gọi 27 quốc gia thuộc EU đưa Rosatom vào danh sách đen. Nằm cách Budapest khoảng 100 km, Pax là nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary vận hành 4 lò phản ứng VVR-440 theo thiết kế của Liên Xô để sản xuất khoảng một nửa lượng điện của nước này. Tuy nhiên, dự án trên bị trì hoãn trong thời gian dài. Các quan chức Hungary đã thảo luận về việc thay đổi hợp đồng để có một công ty quản lý dự án mới nhằm đẩy nhanh tiến độ. Ủy ban châu Âu đã phê duyệt những thay đổi đối với hợp đồng và tài chính của dự án trên vào tháng 5. Thỏa thuận ban đầu dự tính Nga sẽ cung cấp khoản vay nhà nước trị giá 10,6 tỷ đô la Mỹ để trang trải phần lớn chi phí của dự án. Dự án dự kiến sẽ được khởi công vào mùa xuân năm 2024. Depend News đưa tin, chính phủ Bulgaria đã phê duyệt kế hoạch mua xe thiết giáp Strychiker từ Mỹ có giá trị hợp đồng lên tới gần 1,4 tỷ đô la Mỹ nhằm nâng cao sức mạnh cho lực lượng bộ binh. Defense News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Bungary Todo Tagarev cho biết, khi hai bên thực hiện khoản thanh toán đầu tiên, hợp đồng sẽ có hiệu lực. Từ đó, việc giao hàng bắt đầu sau 2 năm và thương vụ này dự kiến được hoàn thành trong vòng 3 năm. Như vậy, Sofia và Washington đã đàm phán xong hợp đồng trên. Đầu tháng này, phía Bungary tiết lộ Sofia đang nỗ lực đàm phán thương vụ với mức giá thấp hơn so với ước tính 1,5 tỷ đô la Mỹ dành cho 138 Striker do chính phủ Mỹ công bố. Thỏa thuận còn bao gồm thiết bị và dịch vụ hỗ trợ, công cụ liên lạc, phụ tùng thay thế, đào tạo và các thành phần hỗ trợ chương trình và hậu cần liên quan khác. Sau khi được chính phủ Bulgaria phê duyệt, một bản đề xuất về kế hoạch mua sắm lớn này sẽ được trình lên quốc hội Bulgaria. Bộ trưởng Tagarev cho biết ông đang mong đợi các nhà lập pháp nước này sớm thông qua để hai nước chính thức ký kết hợp đồng. Naval News cho biết một đề nghị mời thầu của cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc đã hé lộ yêu cầu của bộ quốc phòng nước này về việc phát triển một hệ thống phóng thẳng đứng cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Kế hoạch phát triển và triển khai nguyên sẽ diễn ra vào năm 2027. Hiện Hải quân Hàn Quốc đang biên chế tàu ngầm KSS-3 Batch-1 mới nhất thuộc lớp Dosan Ang Chan Ho với 6 lớp VLS có khả năng phóng tên lửa đạn đạo Huyên Mô 44 và đã hoàn thành thành công hai vụ thử nghiệm. Trong khi đó, lớp tàu ngầm tiếp theo có tên KSS-3 Batch 2 hiện đang được nhà thầu Hanwha Ocean xây dựng thiết kế, dự kiến có 10 ống VLS. Như vậy, nhiều khả năng hai loại tàu ngầm trên có thể tích hợp ống VLS cùng với tên lửa SLBM mới, nhất là tàu KSS-3 Batch 2, bởi nó được cho là sẽ sở hữu kích thước lớn hơn và khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến nhất. Ngày 25 tháng 9, truyền thông Iran đưa tin một người đã thiệt mạng và bốn người bị thương trong sự cố do dỉ khí ga gây cháy nổ tại nhà máy lọc dầu Bandar Abbas miền nam nước này. Bộ dân mẫu Iran cho biết sự cố xảy ra trong quá trình sửa chữa khẩn cấp tại nhà máy. Một quan chức của nhà máy cho biết trong quá trình sửa chữa khẩn cấp tại đây, thì một trong các đơn vị sản xuất, 5 người đã bị thương và một người đã thiệt mạng do vết thương quá nặng. Quan chức trên cho biết thêm rằng sự cố này không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tại nhà máy. Đây là một trong các nhà máy lọc dầu lớn nhất của Iran. Theo các hãng tin AFP và Reuters, đã có hơn 200 người bị thương trong vụ nổ tại kho nhiên liệu ở Nagorno-Karabakh, xảy ra dạng sáng ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Các phương tiện truyền thông xã hội dẫn lời một quan chức tại đây cho biết, đa số những người bị thương đều trong tình trạng nghiêm trọng hoặc cực kỳ nghiêm trọng. Trong khi năng lực y tế của Nagorno-Karabakh là không đủ, người này cho rằng các nạn nhân cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp và kêu gọi triển khai máy bay cứu hộ. Khu vực Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia và muốn sát nhập vào nước này. Việc này đã gây ra tranh chấp chủ quyền sai rằng giữa hai nước láng giềng. Tại truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, Triều Tiên ngày 25 tháng 9 thông báo Bình Nhưỡng đã cho phép người nước ngoài nhập cảnh nước này và lệnh này có hiệu lực ngay trong ngày. Theo tin trên, những người nhập cảnh nước này sẽ phải cách ly trong hai ngày. Tuy nhiên, một số công ty du lịch Trung Quốc chuyên tổ chức các chuyến đi Triều Tiên cho biết họ hiện vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào về việc cho phép người nước ngoài nhập cảnh vào Bình Nhưỡng. Vào cuối tháng 8, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết công dân Triều Tiên ở nước ngoài sẽ được phép trở về nước sau một tuần cách ly do Bình Nhưỡng nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 được thực hiện kể từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, thông báo này lại không đề cập đến người nước ngoài. Trước đó, hãng hàng không nhà nước Triều Tiên Air Koryo đã nối lại các chuyến bay chở khách quốc tế từ Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh, Trung Quốc và ngược lại. Chính phủ Nhật Bản cho biết không phát hiện tritium trong các mẫu cá đánh bắt từ các vùng biển gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nơi bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý phóng xạ từ cách đây một tháng. Cơ quan trên cập nhật thông tin hàng ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động xả nước thải nhằm xua tan những lời đồn tiêu cực ở trong và ngoài nước về tác động của hoạt động này đến môi trường. Đến nay, Nhật Bản không phát hiện tritium trong 64 mẫu cá đánh bắt kể từ ngày 8 tháng 8. Cơ quan trên có kế hoạch kiểm tra khoảng 180 mẫu từ nay đến cuối tháng 3 năm 2024. Tháng 3 năm 2011, Nhật Bản hứng chịu thảm họa động đất và sóng thần ảnh hưởng tới nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Tập đoàn điện lực Tokyo TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy này đã phải xử lý ô nhiễm phóng xạ hơn 1 triệu tấn nước thải trong quy trình làm mát lò phản ứng. Lượng nước thải này đã được loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ trừ chất Tritium Lượng tritium còn lại được pha loãng đến tỷ lệ 1 trên 40, mức cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản, trước khi được xả ra Thái Bình Dương qua một đường ống ngầm dài 1 km từ nhà máy trên. Các chuyên gia cho biết lượng tritium trong môi trường sẽ cực nhỏ do hòa lẫn với nước biển. Ngày 25 tháng 9, tại đài tưởng niệm Vocheker ở thủ đô Pretoria của Nam Phi, đã diễn ra lễ hội hàng năm nhằm tôn vinh ngày di sản Nam Phi. Đài tưởng niệm vô một trong 10 di sản lịch sử nổi tiếng của Nam Phi, được xây dựng để tưởng nhớ những người Vua những người da trắng gốc châu Âu đã rời khu vực Cape ở miền nam đất nước đi tìm những vùng đất mới tại Nam Phi trong khoảng thời gian từ năm 1834 đến năm 1854. Đài tưởng niệm cũng mang đến cho công chúng cơ hội tìm hiểu thêm về câu chuyện của người Afrikaner. Tại lễ hội, người dân cùng nhau ôn lịch sử của ông cha, những người đã di chuyển trên những cỗ xe ngựa lớn đi tìm những vùng đất mới trẻ em được học về những nghề truyền thống như rèn kim loại làm đồ gốm chế biến thực phẩm chăn nuôi gia súc trong khi người lớn cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống cùng hòa mình vào những điệu nhảy truyền thống Nhóm của chúng tôi mang đến lễ hội âm nhạc và điệu nhảy truyền thống của người Afrikaners. Việc gìn giữ văn hóa truyền thống là hết sức quan trọng, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Và hôm nay tại lễ hội nhận ngày di sản Nam Phi là một nơi rất thích hợp để làm điều này. Tôi mong rằng thế hệ trẻ người Afrikaners sẽ tiếp tục phát huy và gìn giữ những nét văn hóa, những di sản này. Hôm nay tôi rất vui vì tôi thích chia sẻ những điều nhỏ nhặt về văn hóa của chúng tôi, những điều mà mọi người có thể quên bẵng đi, chẳng hạn như một điệu nhảy. Đó không phải là thứ mà nhiều người nhất thiết phải nhớ hoặc thích. Vì vậy tôi cảm thấy tự hào khi biết rằng nhiều người ngắm nhìn chúng tôi biểu diễn những điệu nhảy truyền thống. Cho đến nay, người Afrikaner chiếm khoảng 5,2% dân số Nam Phi, trong khi tiếng Afrikaner là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi thứ ba tại quốc gia cực Nam Châu Phi này. thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trên kênh youtube vneu truyền hình thông tấn cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại